mấy chiếc tàu này họ mướn mấy người này mặc áo bà ba, các bạn đi chèo thuyền, chèo mấy chiếc thuyền này đi vô mấy cái hẻm nhỏ nhỏ, mấy cái rạch nhỏ nhỏ họ tham quan đấy các bạn. Đây mấy người này họ ở trong rạch họ ra đó các bạn, mấy người nước ngoài họ đổ nón lá, họ đổ nón lá rồi đi xuồng chèo, hai chèo, chèo hai chèo này mình chèo được á các bạn, mình biết chèo á các bạn. Đó, bây giờ họ đi lên đò, họ đi về, họ đi trong trong giường nãy giờ đó, mấy người này ở nước ngoài các bạn, Hàn Quốc, mấy người Hàn Quốc. Đây là nhà hàng ở giường nha các bạn, đây là khách nước ngoài họ đặt hàng, họ đặt nhà hàng á. Cái này khách nước ngoài đặt hàng á con, khách nước ngoài phải không? Ôi cái mai đẹp quá. Ôi xài trái bự quá các bạn ơi. Quá trời xòi trái bự quá. Sầu riêng phải không? Ồ thấy ngon quá ha. Sầu riêng ngon quá. Mình lựa cái nào đi. Bao ăn phải không? 60 đi ha, mình mua. Dạ không để 2 giá khô mà hàng nè. Wow. Sầu riêng. Người hết chưa? Người muối ăn đi ngon. Có một. Cảm ơn, cảm ơn. Cho tôi ăn uống gì đây? Muốn nào bự? Muốn ăn đồ bự lấy cho con vợ em. Ăn trừ đi các bạn ơi. Nhớ đó nha. Tôi ăn có cái hộp này. Ăn chút rồi thấy không? Còn cái xíu hả? Tôi ăn hộp, tôi ăn cái muỗng nhỏ nhất á. Muốn ăn cái hộp gì hả? Trời ơi! Ăn xong rồi. Có cành lá này mà cái hộp nhỏ nhất là còn cái này gì nữa. Muỗng nhỏ nhất nè. Cái này á, mà ăn nhiều á các bạn, là nó mập dữ lắm. Mà nó mau lên đường nữa nha các bạn. Lớn tuổi như mình ăn một muỗng thôi, nếu mà ăn nhiều quá là coi chừng uống thuốc hạ đường nha các bạn, nó tăng đường nhanh dữ lắm á. Đây mấy người này đi tham quan này các bạn, mấy người nước ngoài thích đi vô vườn lắm. Thôi vô vườn thiếu gì? Vô vườn đây phải không? Đâu có, vô đây ăn sầu riêng đó. Vậy hả? Không? Ăn sầu riêng không? Nhãn hả? Ồ, nhãn trái quá trời luôn. Wow. Nhãn da bò. Da bò hả? Ồ, trái sai quá. Y đo em ơi, người ta nói y đo kìa. Ừ, tại nó chưa lớn. Wow. Để một trái nha chị. Một trái thôi. Nè, một lát là tôi có lên mạng rồi. Chị thấy mấy chị hết. Một lát là tôi có tubi. Rồi, đúng rồi đó. Vô YouTube nha. Để
làm gà có chừng gãy bể đổ bể. Rồi chào các bạn, bây giờ mình bay lên mình đi tham quan vườn nha các bạn. Mình bay lên mình tham quan cái vườn này. Ê, đừng lại gần. Rồi. Đâu rồi? À, hèn em không có thấy gì hoài nè, tôi nói trời ơi cái gì mà bữa nay nó bom máy bay đâu lại nhà tôi. Một phát rồi cái ông cho tôi quay cảnh già lên cái không? Có em ra lấy đây là có em mà. Vậy hả? Nó vô ở đó đó ha. Ừ. À. Rồi bây giờ mình cho bay tự động nha các bạn. Mình lấy mục tiêu là mình. Đó. Nó bay đi, nó lên đó. Anh này bắn một con. Đá với tôi. Rồi, tao quay trường hình nè, gọi chấm tôi về trong nè, tôi ơi cam nhãn nè, fly cam nè nè, cái này mình được lên trường hình các bạn ơi. Trời ơi, vô cái tốt chuẩn là đã luôn. Bây giờ tôi đi đâu là máy bay nó đi theo đó. Đây mình bay lên cam nha các bạn. Giờ mình bay lên cao để mình ngắm nhìn toàn cảnh, toàn cảnh cái khu vực vườn này đó, các bạn thấy không, lên rất là cao đó, thấy cái tàu đậu dưới đó. Rồi mình ngước cái camera lên chút xíu, rồi đó thấy ngoài sông rồi các bạn. Giờ mình quay một vòng, thấy toàn cảnh cái vườn này. Nó tới mấy cây tối rồi mà. Đúng rồi đó, chào mấy cây số. Chào mấy cây số rồi. Đó, có xong cái bè đó các bạn. Thôi gió thâu luôn á, nó đang thu trên là phát ra. Ừ. Muốn qua truyền hình bự rồi ha. Thì mình chép quá. Quá. Đây các bạn thấy không? Đó vườn rồi các bạn. Vườn nước camera lên. Nước camera lên nha các bạn. Cho nó bay lên thấy toàn cảnh nha. Đó. Rồi mình quay xe vòng thấy toàn cảnh nha các bạn. Đây đây là toàn cảnh khu vực vườn Cù Lao Tân Quy các bạn. Cù Lao cái gì? Cù Lao gì? Cái này Cù Lao gì? Tân Phong, Tân Phong. À, Cù Lao Tân Phong. Vô rồi ăn cháo rồi ăn cá rồi tùm lum. Nè nó bay nè, nó bay nè. Thấy vậy chứ vô tông rõ lắm. Nó hiện giờ nó báo cho mình nè. Cách cái độ xa của mình là 19 mét. Còn ở độ cao quá là 62 mét. Không thấy không? Cái độ cao của nó là 62 mét. Nó giờ nó đang quay mà xong rồi. Em quay lấy cảnh mình xong á, thấy chưa? Nè, biên của nó, thanh biên của nó nè. Còn nhiêu, bao nhiêu phần trăm nè. Thì bạn hết cái báo rồi. Ừ, hết cái báo. Báo nó xuống luôn ha. Ừ, báo xuống luôn. Rồi, mình chụp hình lên bó ra. Đấy. Rồi, ai chụp hình lấy cam thì giờ lại nha. Máy bay đáp xuống chụp hình lấy cam nha. Ai lấy cái gì nè? Cái gì cái gì nè? Vô chụp hình nè. Vô chụp hình nè. Tới rồi. Nè đứng mấy bạn á. À đứng đây nè, đứng hàng nè. Quang ơi. Đây. Hello chào các bạn.
mình quay cái cây này cho các bạn xem nha. Mới nghe mấy chủ vườn nói là cái cây này không phải cây cốc, nhưng mà nó là cây cốc, nó giống hệt như cây cốc, trái nó giống hệt cây cốc luôn, nhưng mà nó gọi là cây cày nha các bạn. Đó, trái nó các bạn thấy không, xa lắm, từ đây tôi quay là tôi rơm lại khoảng 100 mét đó các bạn. Đó, quay cho các bạn xem cái lá nó khác, cái lá cốc các bạn thấy không. Đó. Đó, mình zoom out cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không, xa lắm. Đó, zoom out hết cỡ đó các bạn thấy không. Đó, mình zoom lại gần cho các bạn xem nè. Đó, nó có trái đó các bạn. Nhưng mà trái này mình quay lại gần nó bự lắm, cả kilo một trái đó các bạn. Nó giống hệt như trái cốc thôi. Này, nhìn lại. Trời ơi, em bịt mặt. Lấy vô, la. Xe trước kìa, xe. Bữa nay hai vợ chồng mình đi vườn cù lao Tân Phong nha các bạn. Đây là nơi ở của cậu chính mình, nhưng mà mình đi ở đây là trên đầu cù lao, còn cậu mình ở đuôi cầu lao. Hồi nãy cái chị đó chị biết á, chị mà dẫn mình đi vườn nè, chờ chị biết mạch đằng á. Nãy anh nói anh hỏi là biết. Nè, chụp hình chú cổng tam quan này không? Ở chỗ này thấy cũng không đẹp lắm. Thôi đi. Ôi bông hoa kìa. Kệ người ta đi, người ta đi. Ừ. Đây mấy người nước ngoài tham quan cái vườn hải yến này các bạn. Đây là hải yến. Đi đường này anh. Dạ. Đây là thủ công mỹ nghệ. Em đang cái gì vậy em? À, lục bình đang làm thảm hả? Còn mấy cái làm mấy cái nón rồi đó phải không? Ồ đẹp quá ha. Túi xách rồi hả? Mấy cái đó là con làm đó phải không? Hay quá. Con ở vườn ở đây hả? Con ở đây. Rồi cảm ơn con nghe. Wow, trái nhiều quá. Này xài gì anh? Xài ghép hả? Ồ, còn mấy này mặn ha. Còn nhỏ mình bọc bao cái túi vậy đó hả? Vậy hả? Ồ, bao hết trơn rồi ha. Wow. Trời. Ồ, có trái nè các bạn. Trái nhỏ không còn nhỏ nè. Bao như vậy nó mới còn nha các bạn. Bao lúc nhỏ. Lớn như vậy là con ruồi chết rồi đó. Vậy hả? Đó. Nè, cái này bao hồi nhỏ bây giờ nó lớn đó phải không? Như cỡ này là bao rồi phải không? Đúng rồi. Trái nhỏ giờ là bao rồi đó. Bao trẻ là nó bị nó chụp. Ruồi giờ độc lắm. Rùi đó kêu rùi gì? Rùi vàng hả? Nó phá mùa màng quá trời ha. Ồ, đây là vườn mít. Quá chừng. Mặn. Này là vườn mặn hả? Nữa sầu riêng nữa hả? Ôi. Ôi, trái sầu riêng. 60 ngàn. Đó, trái nó có bự. Sầu riêng gì? Sáu hũ hả? Ồ, trái nhỏ nhỏ vậy ra mà ngon không? Ngon lắm. Con trái nãy giờ kiếm. Đâu khui ra ăn thử coi. Đâu khui ra ăn thử coi chứ. Sáu hũ khó kiếm lắm. Tại vì em cây là không có trồng nhiều hồi đó. Em thấy nó nhỏ. Cái trái nó nhỏ. Nó là theo mọi người là nó ngon nhất đầu bảng đó. Nhỏ là có vỏ hả? Nó có vỏ đó.
trái nó lớn nhất là khoảng 1,5 kg. À. Vì vậy nên ta trồng ăn thôi chứ không trồng bán. À, 0919282852. Sầu riêng sáu hũ hả? Sáu hũ là cái tên của cái ông mà làm ra trái sầu riêng này hả? Ông cắt chiếc hay ông lai giống sao? Cũng như sầu riêng của ông gì ở dưới bến Bắc á, ông gì? À, sáu ri á hả? Thì cũng ông sáu ri đi sáu vậy đó, là cũng từ ổng làm cái sầu riêng ra đó. Đây đó hả? Cái này là dưới sáu không? À, còn này là sáu hũ. Sáu hũ này chắc mới ha, mới có này hả? Ốc khỉ là con béo á. Không phải, ốc khỉ khác, hũ hoa khác. Hũ hoa ăn đắng, còn ốc khỉ ăn béo. Đúng rồi. Cơm sữa đúng rồi. Ủa, ở bên Facebook hả? Cái đó nhiều ký. Như vậy là tụi em không có thể không ra sợ. Hôm nay đi vườn mình trừ ra biết liền à. Đi vườn này khui sầu riêng ăn đã luôn các bạn ơi. Ừ, lúc mà bỏ đi lên trừ lại. Wow. Rồi lấy cái hộp đựng vô đi. Rồi hộp đi đựng đi. Những gương mặt ghiền sầu riêng. Đây các bạn xem những gương mặt khi ghiền sầu riêng. Nhưng mà cái sầu riêng này là giống gì chứ? Ngon hai mối tôm khui ăn liền được ha. Dạ. Khui ăn liền. Rồi bỏ đó cho cô đi. Làm trăm mấy con? 130. Vậy khui đi, khui liền đi. Ốc khỉ hả? Không có trái này nè, trái dây nhỏ này nè. Mình khui nãy rồi. Khui còn trái kìa, mua khui ăn luôn. Ai mua mít có trái mít chín kìa. Ăn hồi lên ăn, bỏ đồ ăn hết trơn con. Đồ ăn đặt đẳng. Đồ ăn đặt đẳng sẵn rồi, giờ ăn đây quá thì lại ăn bỏ. Vậy mới thái mới gì á? Dạ, thái. Quá trời mạnh rồi. Hả? Chưa chín. Mặn gì? Nè, anh quay bèo với em nè. Thấy bèo nè. Đẹp quá à. Ngọt quá à. Bèo nhìn thấy viền ở đây mà bỏ xuống câu cá gì. Phải có thằng câu cá ha. Wow. Bèo đẹp hết chứ cô. Nhiều quá à, cắt lên mới gọi là cá. Quá chừng da kêu ở đâu. Nhiều quá mà mình không thấy nó các bạn. Wow. Không thấy con nó đậu đâu. Nếu mình tìm cho ra nó không. Thì chủ quán này chỉ nói là nó mới về khoảng 10 ngày nay đó các bạn. Nó kêu vậy đó. Wow. Không thấy nó luôn. Nó đậu đâu không thấy nó. Nó đậu đâu không thấy nó. Đây hôm nay chương trình này đặc biệt nha các bạn. Khui trái sầu riêng. Sầu riêng gì con? Sầu riêng sáu hũ rồi các bạn. Đặc biệt nổi tiếng trên thế giới luôn. Chỉ có một trái một duy nhất ở trong vườn này thôi. À, chỉ vườn của anh gì, anh tên gì anh? Wow. Trời gì bốc dành như vậy, gì bốc dành như vậy? Trời ơi. Có chừng một người mua một muối không đủ á. Đủ mà, đủ mà. Ừ. Đủ. Ăn đi. Ngon không? Ăn thì có cảm tưởng coi. Hột bự quá trời phải không? Hột bự không cần thiết. Nhưng mà yêu cầu là yêu cầu nó ngon thôi à. Rồi chị ăn coi chị ăn. Không nhận ngon quá chị Mai ơi. Ngon luôn á. Không ngon thật. Béo. Ngon không? Béo phải không? Béo đâu. Béo ngon lắm. Béo không béo đâu. Đây là sầu riêng của sáu hũ rồi các bạn. Béo mà ngọt lắm. Đây bà xã mình ăn nè. Đây cái hộp có bị lớn rồi đây. Ngon quá. Đó, để ăn đi ăn đi ăn đi. Đây anh chủ vườn à, anh tên gì anh? Hả? Cái hộp nó xíu á. Đưa một hộp
Tên gì? Ba mê. Ba mê hả? Ba mơ. Ba mơ là chỉ có vườn sầu riêng của ba mơ là mới có cái loại sầu riêng này nha các bạn. Các bạn ăn thấy sao? Ngọt béo phải không? Đâu rồi cái vỏ của nó đâu rồi? Vì chưa hết dục vỏ mất tiêu rồi. Làm lẹ quá, không có quay được cái gì hết. À đây con. Đó cái vỏ của nó vậy đó các bạn, nhỏ xíu thôi. Đây nè. Nè à, đó cái hột nó, cái muối nó các bạn. Giờ muốn quay nữa không? À nó các bạn thấy không? Rất là ngon luôn. À. Đó, chỉ có vườn anh này mới có thôi, nhưng mà có trái chiến các bạn, mới có trái lần đầu. À, mình rất may mắn là mình lại đây. Vậy hả? À, một cây á hả? Đúng rồi. Không có hiệu quả. Không có hiệu quả kinh tế ha anh. À, anh trồng ở vườn này anh trồng được mấy cây? Ồ có một cây một hả? Trồng thử có một cây một hả? À. Đây bây giờ tới phiên tôi ăn nha các bạn. Đây. Các bạn thấy mắc cười không? Trái sầu riêng nè. Một muối bị lớn vậy nè. Bà xã mình ăn phân nửa, rồi chờ phân nửa mình ăn thử coi có nó ngon không ra sao. Đây mình ăn thử nha các bạn, ăn thử các bạn xem chơi. Ồ giờ là em chưa ăn nữa hả? Rồi mình thấy nó có cái vị thơm béo thôi, nhưng mà trái sầu riêng nhỏ xíu mà nó hột nhiều quá. Đúng là nhà vườn nói cái loại sầu riêng này là trồng không có hiệu quả kinh tế, trái rất ít nhưng mà trái rất nhỏ, rồi cái thịt của nó cũng rất ít nữa, cho nên không có năng suất cao, hiệu quả không có, cho nên nhà vườn người ta không trồng. Anh này anh trồng thử một cây ở nhà vườn của anh thôi để anh thí nghiệm coi coi nó ra như thế nào, nhưng mà anh thấy không hiệu quả kinh tế thành ra anh không có làm, anh không có trồng vườn bằng cái loại cây này nữa. Rồi vậy mình chia sẻ cho các bạn biết thêm về cái loại sầu riêng này vậy thôi nha. Rồi rồi bây giờ tới màn khui sầu riêng ốc khỉ. Đây ốc khỉ. Cái này là tùy theo sầu riêng, nhiều khi nó béo. Nhiều khi nó béo. Nhiều khi cơm sữa. Xin lỗi nha, mình thử miếng này coi nè, miếng miếng này là miếng miếng lẻ nha. Miếng lẻ. Sầu riêng miếng lẻ. Có ba hộ ba. Là 95 ngàn hả? Một cái sầu riêng này phải không? Trời ơi. Đây mình ăn cái miếng lẻ này thử coi nó làm sao nha các bạn. Đây miếng thịt riêng cui bể ra. Không ngọt chứ. Béo, béo quá trời. Quá béo. Không, béo y như ốc khỉ. Đúng, đúng. Chính xác luôn. Béo như cái ấy rồi đó. Béo như cái ấy. Giống y như ốc sữa luôn. Là chuồng bò phải không? Không, không nè ốc khỉ. Ngon ngon ngon. Mỗi một trái là cái hương vị nó khác nhau rồi các bạn. Khác nhau. Mà chỉ có cái vườn của anh này là có thôi. Anh tính gì của anh rồi anh? Tám mơ. Anh gì? Tám mơ hả? À, ba mơ. Ba mơ bốn mộng rồi các bạn. Mơ mộng. Vườn của anh mơ mộng. Cái tâm gì á? Quá ngon luôn. Béo quá các bạn ơi. Không, mỗi một trái, mỗi cái hương vị nó khác nhau nha. Cái trái này nó béo. Nó ngọt, không ngọt hung, nó ngọt vừa thôi. Nó ngọt vừa thôi. À cái vỏ này nó cũng chết. Mỗi trái kia phải đưa em được rồi, em đem về nhà em hương. Mỗi ngày mỗi tư. Không yên đâu. Không dám mà nói cho thương mà yên đâu. Thôi, em đâu sợ. Tự đem ra hả? Thật lòng chết 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 chết.
Cộng đồng mà cũng đang về em hỏi hoài em không ăn. Chị cũng đem về hỏi đó nhưng mà không. Rồi bây giờ mình về điểm các bạn ơi. Giờ mình đi qua thảm lát chiếu Lục Bình. Thảm lát Lục Bình nha các bạn. Đi em ơi. Điện thoại của em.